Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay thì cũng như mọi người đã đọc ở dưới tiêu đề rồi, và cái câu tiêu đề này sẽ gây hơi tò mò với một số bạn đúng không? Ok, cùng bắt đầu video luôn nào. Video hôm nay thì mình sẽ chia làm 4 mục chính. Và mục đầu tiên đó chính là nước da. Da ở đây thì có da mặt và da body. Nhưng mà trong video này mình sẽ không nhắc về da mặt, bởi vì da mặt thì rất là muôn hình vạn trạng và có rất là nhiều thể loại da khác nhau. Nên là nếu mà có thời gian rảnh mình sẽ làm riêng một video về da mặt nha. Còn video hôm nay sẽ là về da body. Về phần da body thì mình chỉ tập trung vào hai yếu tố chính, đó chính là dưỡng ẩm và làm sáng. Làm sáng ở đây không có nghĩa là làm trắng da, nâng tông. Ví dụ như tông da của mình sẽ là tông vàng ấm, thì mình sẽ làm sáng cái tông vàng ấm này lên, chứ không thể thay đổi từ tông vàng ấm sang tông trắng hồng được. Ở trên thị trường thì mình đã xài rất là nhiều các loại body lotion khác nhau của tất cả các hãng luôn, nhưng chốt lại mình vẫn thích nhất là của nhà Nivea. Nhà Nivea thì mới cho ra mắt hai cái sản phẩm dòng Radiant Skin. Dòng Radiant Skin thì nó có mùi hoa anh đào và mùi hoa hồng nha mọi người. Thì mình thấy cả hai mùi này nó rất là thơm, và thơm kiểu rất là sang luôn á. Cái mùi của hoa anh đào thì nó sẽ kiểu sang và nó thoang thoảng rất là thơm, mà thơm kiểu hơi ngọt ấm nhẹ một xíu nha. Còn cái mùi hoa hồng thì nó sẽ thiên về cái mùi mà hơi mùi phấn một xíu. Và đặc biệt là cái dòng sữa dưỡng này thì nó lưu hương trên người mình rất là lâu luôn. Và càng sử dụng lâu thì cái mùi này nó giống như là mùi cơ thể của mình luôn. Mình rất là thích cái điểm này. Và cái kết cấu của cái sản phẩm này thì nó vẫn ở dạng lotion mà sữa hơi lỏng một xíu, giống như cái dạng sữa chua vậy á mọi người. Và khi bôi lên da thì mình thấy nó thấm rất là nhanh. Và đặc biệt là cái texture của sản phẩm này sau khi thấm lên người thì nó không có bị dính và không bị rít người của mình. Và đặc biệt là cái khả năng dưỡng ẩm của Nivea thì mình đã kiểm chứng rất là nhiều rồi. Mình đã sử dụng hết sạch một chai luôn rồi, thì mình thấy dưỡng ẩm cực kỳ tốt. Đối với những bạn mà có làn da khô giống như mình thì càng dễ kiểm chứng hơn. Và một cái điều mà mình đặc biệt thích của cái sản phẩm này đó chính là khả năng làm trắng sáng da của bạn này rất là tốt. Cái lúc mua sản phẩm này thì mình không có mong chờ là bạn này sẽ làm trắng sáng da quá là nhiều, nhưng mà thực sự rất là bất ngờ. Khi mà mình sử dụng sản phẩm này cỡ khoảng 1 tuần thôi và sử dụng liên tục nha, thì mình thấy da của mình, cái lúc mà mình nhìn xuống cái tay thì mình thấy da của mình rất là sáng luôn. Và nhìn da trông nó rất là khỏe luôn. Nói chung là mình rất là highly recommend cái dòng sản phẩm mới ra mắt này của nhà Nivea cho mọi người nha. Và đặc biệt nó rất là thơm luôn á mọi người. Và cái sản phẩm này thì mình thấy rất là dễ mua ở trên thị trường. Mọi người có thể ra siêu thị gần nhà cũng có. Hoặc là nếu bạn nào không có thời gian thì mình sẽ để link mua hàng ở bên dưới cho mọi người dễ mua nha. Ok, và chuyên mục thứ hai đó chính là tóc tai. Điều lưu ý thứ nhất về phần tóc đó chính là đừng bao giờ để tóc bết. Nó bết thẳng sợi nhìn nó rất là kỳ. Nếu mà mọi người mà có da đầu dầu thì nên sắm cho mình một chai dầu gội khô như thế này. Thì dầu gội khô mình vẫn sử dụng cái sản phẩm Batiste rất là nổi tiếng này thôi. Đây là một cái sản phẩm chữa cháy cho tóc bết rất là nhanh luôn. Và đặc biệt đối với những bạn mà tóc dầu và nhanh bết thì nên sắm cho mình một chai này nha. Và điểm thứ hai đó chính là màu tóc. Màu tóc thì mọi người đừng bao giờ để mà màu nhuộm tóc của mình lâu lắm rồi mà không đi dặm lại và nó đổ sang cái màu vàng bò. Và nó chia thành hai cái màu tóc như thế này trông nó rất là kỳ. Nên là mọi người nhớ lưu ý điểm này nha. Và điều thứ ba đó chính là độ sung mượt của tóc. Tóc nhìn mượt mà và nếp thì nó cũng góp phần làm cho mọi người nhìn trông sang chảnh và trông fancy hơn rất là nhiều. Về phần thứ ba đó chính là về phần outfit. Thì mình nghĩ đây là cái mục mà mọi người sẽ quan tâm nhất luôn đúng không? Mình sẽ lưu ý về ba ý chính sau đây nha. Phần thứ nhất là về chất liệu. Chất liệu của một form dáng áo và một form dáng đầm rất là quan trọng luôn. Nếu mà mọi người có một phong cách đơn giản và thích mặc những cái áo thun thì nên lựa chọn những chiếc áo thun mà có chất liệu dày dặn và có phần cổ áo không giãn, và nên chọn những chất liệu ít nhăn. Và ngoài ra thì nếu mà lựa chọn một bộ trang phục bất kỳ nào thì mọi người nên để ý đến cái đường may của cái váy hoặc là cái áo đó. Đường may phải thẳng thớm và chắc chắn không lỗi. Và ngoài ra thì không có chỉ thừa. Những cái yếu tố nhỏ như vậy nhưng mà nó góp phần làm cho cái trang phục của mình trông nó nâng hạng lên rất là nhiều luôn mọi người. Và cái điểm thứ hai đó chính là về phần màu sắc. Màu sắc ở đây thì mình mới học được một tip mà bây giờ mình áp dụng, mình thấy nó rất là hiệu quả đối với mình luôn. Đó chính là phân biệt màu sắc theo undertone. Undertone da của mọi người sẽ chia làm hai undertone chính, đó chính là cool và warm. Cách xác định warm và cool undertone thì đã có rất là nhiều ở trên mạng rồi, nhưng mà mình sẽ gom lại hai ý chính, đó chính là nếu mà các bạn thuộc cool undertone thì sẽ phù hợp với những loại trang sức như là màu bạc, và ngoài ra thì sẽ hợp với những tông hồng và tông pastel nhiều hơn. Còn những bạn có warm undertone thì sẽ phù hợp với những trang sức màu vàng gold và sẽ hợp với những tông màu ấm như là màu
cam, màu đỏ và những tông màu có sắc trầm nhiều hơn. Và mình thấy cái việc mà các bạn phân biệt được cái loại undertone của mình thì nó rất là dễ dàng cho mọi người lựa chọn những cái màu sắc trang phục và màu sắc cho trang sức của mình. Và lưu ý ba của mình đó chính là về phần form dáng cho outfit. Đối với những bạn mà thích phong cách kiểu mặc đồ vintage rộng thùng thình thì đó là một phạm trù phong cách khác. Thì nếu mà mọi người có những phần đẹp nào ở trên body thì nhớ sâu ra nha. Ví dụ mọi người có eo nhỏ thì nên lựa chọn những chiếc đầm có phần nhấn eo. Và nếu mà mọi người có phần bắp tay hơi to một xíu thì nên lựa chọn những cái đầm đã có phần tay hơi dài một xíu để mình đã chia cái điểm xấu của mình lại. Ok, và cái tip cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là phụ kiện. Phụ kiện là một cái rất là quan trọng để mà góp phần lên cho giao diện của mình trông cuốn hút hơn đó mọi người. Phần phụ kiện ở đây thì mình vẫn chia thành undertone nha. Về phần trang sức thì mình vẫn recommend các bạn đeo theo đúng undertone của mình nha. Nếu các bạn có cool undertone thì đeo trang sức màu bạc, và có warm undertone thì đeo trang sức màu gold. Còn nếu những bạn có neutral undertone thì các bạn chỉ cần chú ý một điểm là nên đeo trang sức đồng màu từ trên xuống dưới thôi nha. Về phần phụ kiện thì ngoài trang sức ra thì còn có túi xách nữa. Về phần túi xách thì mình chỉ có một điểm lưu ý duy nhất thôi, đó chính là mọi người nên lựa chọn những cái túi mà có dáng cứng cáp một xíu. Đừng nên lựa chọn những cái túi mà móc chỗ này rồi ịt chỗ kia. Nếu mà lựa chọn những cái túi như vậy quá khó thì mọi người nên đổi hẳn sang một dạng túi mềm và có cái form mà dễ giữ một xíu. Chứ đừng lựa chọn những cái túi mà lưng chừng hạnh phúc như là kiểu form thì cứng nhưng mà lại móc chỗ này móc chỗ kia thì trông nó rất là kém sang luôn. Ok, và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Nhấn like và subscribe và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. Bye!